những cái chết ngu người nhất thế giới. Sinh tử là một phần tất yếu của cuộc sống, tuy nhiên hầu hết con người đều sợ chết bởi chúng ta quan niệm rằng chết là hết, vì thế ai cũng nâng niu và quý trọng cuộc sống của mình. Nhưng không vì thế mà không có những cái chết lãng xẹt và khó hiểu nhất quả đất. Chết vì cây xương rồng. Chàng trai David Grumman, 27 tuổi, và bạn cùng phòng chơi trò bắn xương rồng bằng súng ngắn. Lần đầu tiên cây xương rồng nhỏ thành mảnh thức xương rồng của Grumman. Càng thêm hưng phấn, anh này chọn một cây cổ thụ dựa đến 100 năm tuổi, cao chừng 8 mét. Hậu quả chết người rất khó dự đoán. Thân cây đổ gập đè lên người tay thiện xạ để tắt thở. Cho đến nay, đây vẫn là trường hợp duy nhất được mệnh danh sự trả thù của cây cỏ. Cái chết của Draco. Draco là một nhà lập pháp quan trọng ở Athens. Ông thành lập một tòa án thực thi pháp luật dựa trên những văn bản chính thống thay cho những luật lệ truyền miệng. Ông cũng được cho là người ra bộ luật hà khắc. Draco có xuất thân từ Attico Dem, một nhóm quý tộc Hy Lạp. Các chuyên gia tìm được rất ít thông tin về cuộc sống của Draco. Tuy nhiên, trong số liệu ít ỏi còn lại, người ta có ghi chép về cái chết kỳ lạ của ông. Cụ thể, Draco chết trong nhà hát Arginan. Sau khi hoàn thành bài phát biểu, những người ủng hộ ông đã có những hành động cuồng nhiệt nhằm tán dương bài diễn thuyết theo truyền thống của Hy Lạp thời đó, như tung, lém áo choàng, áo sơ mi và mũ về phía Draco. Thật không may là số áo mũ đó quá nhiều nên đã vùi lấp nhà lập pháp trong đó, khiến ông ngạt thở rồi chết. Phalarit. Phalarit là một nhà bạo chúa của địch chế Argarath ở Sicily vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Ông đã phát minh ra thiết bị tra tấn dã man, gọi nó là con bò đồng. Nạn nhân sẽ bị nhét vào trong ruột một con bò rỗng thông qua một ngăn cửa ở thân con bò. Sau đó người ta sẽ đốt lửa xung quanh con bò, khiến nạn nhân chết trong đau đớn. Do không thể chịu được sự cai trị tàn độc của bạo chúa Phalarit, Telemachus đã dẫn đầu cuộc nổi dậy và lật đổ thành công vua Phalarit. Chính vị vua này là người cuối cùng phải chịu cảnh chết đau đớn bằng chính phát minh của mình. Chôn giả chết thật. Một người thanh niên người Nga muốn thử nghiệm khả năng chịu đựng và khăng khăng yêu cầu bạn giúp anh ta qua đêm trong tình trạng được chôn sống. Hai người đàn ông đã đào một cái hố trong vườn và đặt vào đó chiếc quan tài cũ kỹ nhưng có lỗ thông khí. Bạn nạn nhân đã làm đúng ý nguyện nấp đầy đất rồi ra về. Sáng hôm sau, người bạn quay trở lại đào lên thì thấy nạn nhân đã chết cứng. Cảnh sát điều tra và nhận định rằng đêm qua mưa lớn, đất và nước đã tràn vào bên trong khiến nạn nhân ngạt thở. Về phía cảnh sát cho biết thêm rằng nạn nhân là một chuyên viên lập trình máy tính, có thể anh ta bị tác động bởi những câu chuyện về chuyện tự chôn sống trên internet. Chết vì yêu quá 12 giờ liên tục. Sergei Toganov cá cược với hai cô gái rằng anh có thể yêu 12 giờ liên tục nhờ dùng nguyên hộp Viagra để tăng cường sinh lực. Sergei Toganov thắng cược 4.300 đô la Mỹ, song chưa kịp tiêu tiền thì anh chàng người Nga 28 tuổi này đã đột tử và ra đi vĩnh viễn. Chết vì nhiễm trùng. Truyền thuyết kể lại rằng trong cuộc đời chinh chiến khắp nơi của mình, Sigurd đã từng một lần thách thức kẻ thù Melpristitus trong cuộc chiến sinh tử. Theo đó, mỗi bên chỉ được mang theo 40 binh lính mà thôi. Tuy nhiên, rốt cục Sigurd đã gian lận, mang theo 80 quân tới trận đấu. Chẳng mấy chốc, Sigurd đã chiến thắng, dễ dàng chặt đầu Melpristitus mang về. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vô tình chiếc răng từ cái đầu của Mel treo trên ngựa đã làm xước chân của Sigurd gây nhiễm trùng nặng, cuối cùng là hoại tử, cướp đi mạng sống của Sigurd năm 892. Chết vì ăn. Vua Adolf Frederick, sinh năm 1710, mất năm 1771, của Thụy Điển có niềm vui đam mê với ăn uống, và ông cũng đã chết vì chính niềm đam mê của mình. Vị vua ăn cho đến chết băng hà năm 1771 khi 61 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết liên quan đến vấn đề tiêu hóa, khi dùng một bữa ăn khổng lồ với toàn sơn hào hải vị và thêm 14 khẩu phần món tráng miệng ưa thích là bánh mì kẹp hạnh nhân và sữa. Chết vì phần bò. Năm 1991, bà Yuket Payen, 57 tuổi, người Thái Lan, đang dạo bước trong sân thì trượt chân ngã vào bãi phân bò. Theo quán tính, bà cụ túm tay vào đám dây trước mặt để khỏi ngã. Rè đâu là dây điện hở. Chuyện vẫn chưa hết, đám tang bà Payen diễn ra chưa lâu thì bà Yuket Pan, 52 tuổi, em gái nạn nhân, trong lúc trình bày với hàng xóm về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi chóng vánh của bà chị, cũng trượt chân ngã vào phân bò, vội vàng nắm lấy dây điện hở và chết. Chết vì diễn sâu. Sau cuộc nội chiến nước Mỹ, chính trị gia Clement Vallandigham đến từ bang Ohio nổi lên như một luật sư tài ba, đánh đâu thằng đó. Năm 1871, ông thầy cãi nhận biện minh cho thân chủ Thomas McGehan, người bị kết tội bắn chết một người tên là Tom Mayer trong cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Mayer đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối. Để có sức thuyết phục hơn, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh bắn nhầm. Không may lập luận của ông vận ngay vào tác giả.
ngón tay vô tình chạm cò và viên đạn đi xuyên thẳng vào Valentinham. Cả phiên tòa hò reo vì chiến thắng của Valentinham. Thân chủ McGehan cũng được tuyên tráng án trước lúc ông thầy cãi chút hơi thở cuối cùng. Chết vì ngón chân cái. Jack Daniel được biết đến là một người sản xuất rượu whisky nổi tiếng trong vùng Tennessee, quyết định đi làm sớm hơn vào một buổi sáng năm 1911. Jack muốn mở chiếc két sắt của mình, nhưng vì không nhớ mật khẩu, ông tức giận đá mạnh vào chiếc két sắt và làm bị thương ngón chân cái của mình. Ngón chân của Jack bị nhiễm trùng hoại tử dẫn đến tử vong. Chết vì bộ râu. Một công dân nước Áo tên là Hans Steniger nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới, gần 1,5 mét. Và cũng nổi tiếng vì bộ râu đã tiễn ông lên thiên đường. Một ngày năm 1567, xảy ra một vụ hỏa hoạn tại thị trấn nơi ông sống. Vì vội vàng, ông quên bén mất việc phải cuộn gọn gàng bộ râu của mình lại để dễ dàng di chuyển. Ông mất thăng bằng vì dẫm lên bộ râu của mình. Kết quả là ông trượt ngã, gãy cổ và tử ngay tức khắc. Chết vì uống quá nhiều nước. Jennifer Strange tham gia cuộc thi nhịn nước để mong chiến thắng mang về chiếc máy Wii. Cứ 15 phút, thí sinh phải uống hết một chai nước. Ai nhịn lâu nhất sẽ là người thắng. Jennifer về thứ hai, nhưng qua đời vài tiếng sau khi ngộ độc nước. Gia đình cô kiện ban tổ chức và được đền bù 16 triệu đô la Mỹ, tương đương 358 tỷ đồng. Chết vì muốn ôm lấy trăng vào lòng. Chúng ta đều biết nhà thơ Lý Bạch sinh năm 701, mất năm 762, là một trong những đại tác giả vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Ông cũng nổi tiếng vì tật nghiện rượu của mình và thường sáng tác lên những áng thơ tuyệt tác khi đã chứng choáng hơi men. Một đêm nọ khi đã ngà ngà say, Lý Bạch tự lao mình xuống sông và chết đuối khi cố ôm lấy bóng trăng in trên mặt nước. Tycho Brahe, sinh năm 1546, mất năm 1601, là một nhà quý tộc kia một nhà thiên văn học nổi tiếng người Đan Mạch vào thế kỷ 16. Chính những nghiên cứu của ông là nền tảng để sau này Isaac Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nguyên nhân cái chết của ông có thể nói là vô cùng oái ẩm khi ông cố gắng nhịn đi vệ sinh để giữ phép lịch sự. Việc rời bàn tiệc lửa chừng thời bấy giờ bị coi là rất mất lịch sự. Trong một bữa dạ yến kéo dài năm 1601, ông có tiền sử bị bệnh viêm bàng quang nên khi cơ thể vượt quá mức chịu đựng, bàng quang bị vỡ đã dẫn đến cái chết thảm của ông khi đó. Chết vì nuốt phải lút chai. Năm 1983, Tennessee Williams, nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ, ra đi trong sự tiếc nuối của hàng nghìn người hâm mộ khắp thế giới. Theo nhiều người cho biết, tại một bữa tiệc ở khách sạn, vì quá say nên ông đã dùng răng để mở nút chai và hậu quả là ông nuốt phải nó rồi tắt thở. Chết vì bị quả dừa rụng vào đầu. Tháng 8 năm 2010, ông Joe Aberino Ramirez, 69 tuổi đã tử vong vì bị quả dừa rụng trúng vào đầu. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Joe đang ngồi trên một xích đu trước cửa nhà tại Benga, Colombia. Một quả dừa rụng từ trên cây, độ cao khoảng 12 mét đã rơi trúng đầu ông. Nạn nhân được xác định là chấn thương sọ não nặng dẫn đến tử vong. Chết vì trượt vỏ cam. Bobby List, sinh năm 1858, mất năm 1926. Sinh thời là một người vô cùng can đảm, không biết sợ chết là gì. Ông đã rất nhiều lần đùa giỡn với tử thần bằng việc trình diễn nhiều pha mạo hiểm để thoát tim. Trong đó nổi danh nhất là việc lập kỷ lục vượt thác Niagara. Một ngày khi đang đi dạo phố, List đặt trúng vỏ cam và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng tới mức List phải đi phẫu thuật cắt bỏ chân và những biến chứng phức tạp ca mổ đã dẫn đến cái chết của ông vào năm 1926. Bò rơi để chết người. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi con bò gặm cỏ trên một quả đồi phía sau ngôi nhà nhỏ của Joao Maria de Sura, một người đàn ông 45 tuổi tại thành phố Caratinga, Brazil. Khi đó, Joao đang ngủ trên giường. Do mải mê gặm cỏ, con bò đã bước lên mái nhà, không chịu nổi khối nặng khoảng 1 tấn của nó. Mái nhà sập khiến con bò rơi trúng Joao. Vợ của Joao may mắn thoát chết. Joao được đưa tới bệnh viện, nhưng đã tử vong vào ngày hôm sau do sốc huyết trong. Aeschylus là một nhà soạn kịch xuất sắc thời Hy Lạp cổ đại. Ông được coi là cha đẻ của bi kịch hiện đại và là một trong ba nhà biên soạn bi kịch cổ Hy Lạp có các vở kịch còn tồn tại cho tới ngày nay. Theo nhà văn Vangelis Maximus, tác giả của tuyển tập các giai thoại lịch sử, Aeschylus qua đời do bị một con rùa rơi trúng đầu. Nguyên nhân là một con đại bàng đã nhầm chiếc đầu hói của ông là hòn đá nên đã thả con rùa xuống đó để làm vỡ vỏ của loài vật này. Trong cuốn bách khoa toàn thư Literis Historia, Pliny viết rằng Aeschylus đang ở ngoài trời để ngăn chặn lời tiên tri cho rằng ông ấy sẽ bị giết bởi một vật tượng rơi xuống từ trên cao. Trên đây là video những cái chết ngu người nhất thế giới. Hãy cho khám phá thế giới biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu tôi thích video này, hãy like và chia sẻ cùng bạn bè.
đừng quên subscribe để đón xem những video mới nhất của kênh Khám Phá Thế Giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!